Chào các bạn. Chiều nay mà vợ mình sẽ làm món cá hồi nướng ha. Cái sốt này sốt gì em? Để bình thường ha. Rồi, cá hồi này mua ở Costco. Rồi cái mình bỏ oven lên. Của hàng dưới rồi xong bỏ vô nướng nha các bạn. Ăn với bún với xà lách. Rồi, 15 phút. Đó, chiều này giờ ăn món này đây. Chắc là ăn thuốc, tại bé Mai không ăn hành. Con bánh tráng. Lấy cái dĩa. Chào các bạn. Tuần ăn với gia đình mình nữa ha. Chiều nay ăn cá hồi nướng cuốn bánh tráng. Dễ làm, món này dễ làm. Đây là dễ làm nhất. Castro xong về cái rửa sạch và cái bỏ vô lò nướng rồi quất quất gì đó dạ chút gia vị cho nó mặn mà chút mặn mà rồi cái da nó dính dính luôn vô cái mình thì khoái chấm tương, vợ làm tương, tương, cá này mắc, cá này ta ăn mắc lắm, mình cái gì cũng ăn tương, mì cuốn, mì cuốn gì cũng tương, tương mà. Ngon, đậm đà. Chỉ có cái cực cuốn này cuốn 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 mới được ăn cực ngon. Giá không mà chắc cũng sẽ xuất hiện mà. Thôi. Giá. Dư hơn năm hơn không có cục sạc thôi. Cục sạc cho nghe. Mà nhiều khi cũng thấy nhiều khi bé nọc cho mẹ. Rồi trước nó có iPhone mà. Hồi trước nó có iPhone. Không ai xài Samsung hết. Samsung mắc quá. Samsung mắc quá. Không mắc một iPhone thôi. Mấy cái mới xưa là tầm 1.300, 1.500. Cũng ngàn cơ rồi đó, giờ nó đâu mà hơn. Mấy cái dòng mới của nó giờ là hơn. Cái dòng thường thì nó cái Galaxy Fold vậy đó là 2.000 mấy đô á. 2.000 mấy lên gấp đôi iPhone nữa. Samsung mình nó có cái mặt Core để ra bảy vô nữa. Mà mình xài cái nào mình quen cái đó rồi nha các bạn. Thì mình thích iPhone mình xài quen thì Samsung phải được.
ta mới quay á, bạch diện tơ hơn, không nó đẹp hơn. Ồ, thì đúng cũng có thể đẹp hơn iPhone. Mà chỉ có iPhone là có phí Sam thôi, còn Samsung là phải phải xài Messenger hay là xài gì đó. Còn mình không có cái hàm để nó rõ cái Messenger nhiều. Lại ở đây xài vợ thì xài gọi má vợ mình mỗi ngày, cái một hai ngày là gọi một lần. Xài cái gì quen nè, từ lúc mở ra iPhone 3, iPhone 4 xài đến giờ nó quen nè. Xài iPhone 3 nó nghe con muốn. Thì tính sợ cái khi nhỏ ra iPhone mười mấy được không? Dạ thiệt. Thiệt iPhone mười mấy luôn. 5, iPhone 6, 7, 8, rồi nhảy đến 10, 9 đâu có đâu. Nhảy đến 10, mất số 9, không biết tại sao không có số 9. iPhone 10, 11, mà iPhone 10 ra có khủng khúc chút xíu rồi. Mình nhảy iPhone 11, 12. iPhone 10 ra kỷ niệm 10 năm. iPhone 10 xong nó nhảy ra luôn, cái mất tiêu luôn, giờ không thấy ai xài iPhone 10. Mà cái này như là con mua là nó mới ra phải không? Đây là cái ngày mà con hôm qua là đi, hôm kia là đi pick up là ngày đầu tiên nó ra phải không? Ừ. Pro Max phải không? Đúng không? Nó ít hơn cái đợt cái anh mua nhiều. Nhắm rồi. Sao mấy người bạn ở Việt Nam nói cái này 4 mấy triệu. Lúc nào kiểu như đợt iPhone gì nó cũng đội giá lên. Tại bây giờ Covid nó vận chuyển nó khó nữa. Phí khả quan nữa. Một ngàn sáu, một bảy. Việt Nam có tính thế không? Thôi, mình xài iPhone 11 rồi. Đâu mình nghĩ nó không ra 13, nhảy được 14. Số 13 không ai ra. Mày nó nói mày bà xui xui. Mày bà như Samsung á, năm rồi mới 10 nên nó nhảy lên 20 rồi. Ghê rồi, máu gì nói trời. Như CS20. Mày gấp đôi luôn. Vậy vậy đâu có lấy, nhảy nó nhiều quá. Cái màn hình nó đẹp hơn iPhone xíu. Chà, công nhận cái máy này dễ nói mà. Ủa, em bỏ thêm.
Không được nữa. Bụng. Rồi, ăn cái này xong rồi. Thank you.